Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ukraine NATO lo lắng chờ đợi cuộc tấn công mới của Nga. Chiến trường trong vòng 48 giờ qua không có nhiều thay đổi. Kênh Rai3 cho biết rằng đêm qua quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo vào các cơ sở năng lượng của 9 khu vực ở Ukraine một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu ở khu vực Lviv, ivano frankivsk và Ternopil. Các cuộc tấn công tên lửa mới chủ yếu nhắm vào những cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở miền Tây nước này. Kiev đã không kịp triển khai lực lượng phòng không để bảo vệ hạ tầng năng lượng, khiến cho các trạm lưu trữ khí đốt bị phá hủy hàng loạt. Nguồn tin nội bộ của Ukraine cũng cho biết, các nước EU bắt đầu đàm phán với tập đoàn dầu khí Naptogas về việc cắt giảm lượng khí đốt lưu trữ trong các cơ sở dưới lòng đất ở Ukraine. Điều đó có nghĩa là các đối tác phương Tây không còn tin tưởng vào khả năng đảm bảo an toàn khí đốt của đất nước này. Trong khi đó, tại tiền tuyến, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Theo hướng Seversky và Bakhmut, cả hai bên đang gia tăng cường độ tấn công bằng pháo bình. Theo hướng gần Adipka, Nga đã nối lại các cuộc tấn công ở làng Bedichi, Tonenko. Ở phía tây Danes, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát làng Vodanoi, một lá cờ Nga đã được treo ở ngoại ô phía tây của ngôi làng này. Với bước tiến thành công này thì Nga đã tiến gần hơn đến việc kiểm soát làng Pevomayovsky và tiếp tục có cơ hội giành thêm Netalovo. Theo hướng Kherson, Ukraine phần nào đã giảm bớt hoạt động điều chuyển lực lượng tới các đảo ở giữa sông Dnipro và đầu cầu Green Key, nhưng họ lại tăng tần suất tấn công bằng tên lửa HIMARS. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Ukraine không có ý định từ bỏ kế hoạch mở rộng đầu cầu Green Key và tạo ra các điểm căng thẳng mới ở tả ngạn sông Dnipro. Thời điểm này, cả truyền thông phương Tây lẫn Ukraine đều đề cập đến một cuộc tấn công quy mô lớn của người Nga dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6, khi thời tiết trở nên khổ giáo hơn. Tất nhiên đây là dự đoán của họ chứ không phải là dự đoán của người Nga. Hẳn là chúng ta còn nhớ phương Tây và Ukraine đều liên tục đề cập đến một cuộc phản công vào năm ngoái của Kiev với sự tự tin, kỳ vọng rất cao về chiến thắng. Nhưng mà không một vị tướng khôn ngoan nào lại công khai cho đối thủ biết mình sẽ tấn công ở đâu. Và kết cục Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine đã bị Nga đánh bại hoàn toàn. Hiện tại cả Ukraine và các đồng minh đều đang liên tục đề cập đến một cuộc tấn công dự kiến của Nga. Nhưng giống như một tay chơi cờ giỏi, Nga không bao giờ tiết lộ nước cờ của mình và giấu kín những gì họ dự định làm trong mùa hè tới. Về những đồn đoán mà phương Tây đang lan truyền, phóng viên chiến trường hàng đầu của Nga, Marat Karulin, đã đưa ra một quan điểm khác khi ông đặt câu hỏi: Khi nào thì cuộc tấn công quy mô lớn của Nga sẽ bắt đầu? Theo Marat Karulin, thì ngay sau vụ tấn công khủng bố ở tòa thị chính Krokos, Tổng thống Zelensky bất ngờ nhắc nhiều đến cuộc phản công sắp xảy ra của quân đội Nga. Và gần như tất cả các kênh truyền thông phương Tây đều lo ngại về hướng tấn công của Nga sẽ bắt đầu ở Kharkov. Nhưng mà liệu người Nga có cần đến một cuộc tấn công lớn trong những tháng tới hay không? Và nếu có thì nó sẽ diễn ra ở đâu? Trước khi trả lời câu hỏi này, cũng cần lưu ý về một số thực tế. Thứ nhất, đó là mức độ tổn thất của Ukraine đã tăng gần 4 lần kể từ năm ngoái và nó sẽ không ngừng tăng lên. Đồng nghĩa là Ukraine sẽ luôn phải gồng mình để bù đắp những tổn thất này. Thứ hai, Ukraine không thể tự sản xuất được các mặt hàng tiêu dùng mà hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây và các đồng minh của Ukraine sẽ khó có thể kéo dài một khi đi tới giới hạn viện trợ. Viện trợ càng suy giảm thì chiến trường Ukraine sẽ càng trở nên nguy khốn và sẽ bắt đầu quá trình sụp đổ từng phần. Điều này đã xảy ra ở Bakhmut Adipka rồi tới Ivanovka. Hiện giờ thì chúng ta đang chứng kiến quá trình sụp đổ của tuyến phòng thủ mới Bedici, Olovka, Tonenko, Pevomaisky ở phía tây của Adipka. Tiếp theo đó sẽ là phòng tuyến Novo Mikhailovka, Konstantinovka. Và điều quan trọng đó là quân đội Ukraine sẽ bị kéo căng lực lượng dọc theo toàn bộ chiến tuyến và đang phải chịu áp lực liên tục cho tới khi vượt ngưỡng chịu được của mình. Thứ ba, đó là tỷ lệ tổn thất càng ngày càng tăng cao của Ukraine chắc chắn sẽ có lợi cho Nga. Nói cách khác, người Nga đã chọn chiến thuật tiêu hao mang lại cho họ lợi thế ổn định trên chiến trường. Và chúng ta cũng cần phải nói một chút về Tổng thống Putin. Hiện giờ ông ấy đã phá vỡ khuôn mẫu về trật tự toàn cầu dựa trên các chuẩn mực của phương Tây, đưa nước Nga trở thành một trong những trung tâm quyền lực thay thế hiệu quả nhất cho các quốc gia ngoài phương Tây. Chiến dịch gây áp lực cô lập Nga đã không thể dẫn đến việc nước này bị quốc tế tẩy chay, mà ngược lại, nó càng đẩy nhanh quá trình hội nhập địa chính trị của thế giới ngoài phương Tây. Bí quyết thành công này nằm ở sức mạnh quân sự và nền kinh tế của Nga. Khi phương Tây dồn hết vũ khí và đạn dược cho Ukraine, thì năng lực sản xuất đột biến của ngành công nghiệp quân sự Nga đã khiến cho thế giới phải ngạc nhiên. Nền kinh tế Nga tăng trưởng 3,6% vào năm 2023, cao hơn bất kỳ một quốc gia G7 nào khác. IMF dự báo tốc độ tăng trưởng trong năm 2024 của châu Âu là 0,9%, trong khi tốc độ tăng trưởng của Nga được dự báo là 2,6%. Không chỉ có tổ hợp công nghiệp quân sự tăng trưởng, mà toàn bộ nền kinh tế Nga cũng có những chỉ số đáng kể. Mức tăng trưởng lớn nhất trong các ngành sản xuất được thể hiện ở Thứ nhất là lĩnh vực sản xuất kim loại thành phẩm tăng 151,5%, sản xuất máy tính, điện tử và quang học tăng 174,2%, sản xuất phương tiện và thiết bị khác tăng 138,6%, sản xuất xe có động cơ rơ 137,9%, sản xuất đồ uống 129,8%, sản xuất thuốc và nguyên liệu 122,8% chỉ số công nghiệp khai thác đạt 102,1%. Với tất cả những lợi thế này cùng những tình hình địa chính trị trong nước ổn định, người Nga rất có thể sẽ không muốn thay đổi chiến thuật tiêu hào chậm rãi của họ ở Ukraine. Như vậy thì có thể thấy, một trong những nhận định quan trọng nhất của phóng viên chiến trường Marat là nếu như tình hình đang phát triển ổn định theo hướng có lợi cho Nga và càng ngay nó càng được cải thiện, thì có ích gì khi thay đổi điều đó đây? Nói cách khác, Chiến thuật tiêu hao của Nga được bổ sung bằng kế hoạch tăng cường thả bom lượn hạng nặng vào các vị trí phòng thủ của kẻ thù, kế hoạch phá hủy các nhà máy nhiệt điện và thủy điện dọc theo con sông Dnipro. Chúng đều đang diễn ra rất hiệu quả. Do đó, có thể nói rằng Nga không cần phải mở một cuộc tấn công quy mô lớn ở trên bộ. Nếu như Nga quyết định phá hủy hầu hết các cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần tới, thì lực lượng Ukraine ở bờ đông con sông Dnipro sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng về hậu cần. Ukraine sẽ không có cách nào cung cấp pháo binh và nhiên liệu cần thiết để vận hành xe tăng và xe bọc thép. Và việc thiếu điện cũng sẽ làm tăng thêm khó khăn cho Kiev. Nga sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng hoặc buộc lực lượng này phải bỏ chạy sang bờ Tây của con sông. Vì vậy, Nga sẽ tiếp tục làm những gì mà mình đang làm và sẽ đạt được chiến thắng mà không cần thiết phải mở một cuộc tấn công có quy mô lớn. Trong bối cảnh tiền tuyến bê bết và hậu phương Ukraine bị Nga giáng đòn mạnh mẽ, chính quyền Kiev lại đang tìm kiếm một cái phao ở bên ngoài phương Tây. Lôi kéo Ấn Độ chống lại Nga, Ukraine nhận cái kết đắng. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã đến thăm Ấn Độ vào hôm 29 tháng 3, đánh dấu chuyến đi cấp cao nhất của một trong những quan chức Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ hơn hai năm trước. Cuộc hội đàm của ông tại New Delhi về cơ bản chỉ tập trung vào các cuộc gặp với hai quan chức Ấn Độ. Một là Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, tiếp đến là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Viram Misri. Có thể nói rằng nước chủ nhà Ấn Độ đã áp dụng một cách tiếp cận rất thận trọng đối với chuyến thăm này của ông Kuleba trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở tòa thị chính crocos Moscow vào hôm 22 tháng 3 vẫn đang khiến cho quốc tế e ngại. Trước đó vào hôm 24 tháng 3, thì Ngoại trưởng Jai đã khẳng định mối quan hệ sâu sắc của Ấn Độ với Nga và bác bỏ quan điểm cho rằng Moscow đang thân thiết với Trung Quốc. Ông đặt câu hỏi như sau, vậy hãy cho tôi biết Nga đã giúp đỡ hay làm hại chúng tôi. Nga vào những thời điểm quan trọng đã góp phần hay cản trở đây? Tiếp theo, liệu Nga có thu được lợi ích gì hay không? Hay đó chỉ là những thiệt hại sẽ xảy ra? Ngoại trưởng Ấn Độ sau đó tự trả lời rằng Nga là quốc gia mà chúng tôi luôn có mối quan hệ tích cực. Cả Ấn Độ và Nga đều hết sức quan tâm đến lợi ích của nhau. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên có sự tự tin để tiến về phía trước. Điều đang nói đó là tuyên bố này của Ngoại trưởng Ấn Độ diễn ra sau thảm kịch tại Tòa thị chính Krokos đúng 2 ngày và được cho là đã gây sốc đối với chính quyền Kiev. Giới quan sát nhận định rằng, chính tuyên bố khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Ấn Độ của Ngoại trưởng Zai Sanka đã tạo tiền đề cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đến Ấn Độ tròn đúng một tuần sau vụ tấn công khủng bố tại Krokos. Nhưng, nhiệm vụ chính của Ngoại trưởng Kuleba tới Ấn Độ chủ yếu là nhằm mục đích đưa quốc gia châu Á này tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ vào mùa hè này. Cuộc phỏng vấn ngoại trưởng Kuleba với đài NDTV nổi tiếng của Ukraine vào ngày đầu tiên của chuyến thăm tiết lộ rằng ông yêu cầu Ấn Độ tác động đến Nga để chấp nhận kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi Donbass, Zaporozhye, Kherson và bán đảo Crimea. Trước khi mà ông Kuleba đến New Delhi thì Tổng thống Zelensky đã gọi điện cho Thủ tướng Ấn Độ Modi để thúc giục ông ấy hãy tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, phản ứng của ông Modi chỉ giới hạn ở việc tái khẳng định ủng hộ chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt tuy nhiên hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại thụy sĩ sắp tới thực chất chỉ là trò chơi của phương tây với ý tưởng là cô lập nước nga hiện tại thì chính quyền của ông zelensky cũng đang ở thế khó bởi vì tổng thống zelensky đã từng hấp tấp ban hành một đạo luật trong đó ghi rõ là cấm ông tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với nga mặt khác ukraine thời điểm này đang ở thế yếu hơn nhiều và các đồng minh phương tây không còn tin tưởng rằng họ có thể đánh bại được nước nga Dĩ nhiên là kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky sẽ không thu hút được sự chú ý của các quốc gia ngoài phương Tây, trong đó nổi lên là Ấn Độ. Ngoại trưởng Kuleba hy vọng rằng có thể thuyết phục được New Delhi từ bỏ Moscow, nhưng mà toàn bộ chuyến đi này đã thất bại. Ngoại trưởng Kuleba đã thể hiện rõ sự thất vọng trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times như sau: Kuleba công khai thách thức nhận xét của Ngoại trưởng Ấn Độ Rajanika tại Singapore bằng cách nói rằng sự hợp tác giữa Ấn Độ và Nga phần lớn là dựa trên di sản của Liên Xô. Nhưng đây không phải là di sản sẽ được lưu trữ trong nhiều thế kỷ. Nó là một di sản đang bốc hơi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine quên mất rằng mối quan hệ Ấn Độ và Nga không hề bốc hơi. Bởi vì riêng trong năm 2023 thôi, thì hai quốc gia này đã đạt kim ngạch thương mại kỷ lục 65 tỷ đô la. Chủ yếu là nhờ xuất khẩu năng lượng. Thêm nữa, tờ Financial Times nhấn mạnh, Kiev đã phải vật lộn để giành được thiện cảm từ Ấn Độ, và nhiều quốc gia khác ở Nam Bán Cầu. Các quốc gia này hầu như tránh đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc chiến mà họ coi là việc của các quốc gia giàu có. Financial Times cũng nhận định những nỗ lực của Kiev nhằm chia rẽ mối quan hệ Nga-Ấn Độ là vô ích. Việc Ukraine thúc đẩy tái định hình các mối quan hệ giữa New Delhi và Moscow khó có thể thành công, bởi vì Ấn Độ là một quốc gia tự hào về chính sách đối ngoại độc lập và có mối quan hệ thân thiết hàng thập kỷ với Nga. Thủ tướng Narendra Modi vào hồi đầu tháng này đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tổng thống Putin sau khi ông tái đắc cử. Ngoài ra, sự thất bại của chuyến công du tới Ấn Độ còn bị phủ bóng bởi vụ thảm sát tại tòa thị chính Crocos ở Moscow. Ấn Độ nhận thức rõ về khả năng cao là xung đột có thể leo thang sau vụ tấn công này. Trong bối cảnh Điện Kremlin cáo buộc Kiev đồng lõa âm mưu này, Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất trên chiến trường với các bước tiến của người Nga. Lần đầu tiên họ đã đưa robot trên bộ vào để chiến đấu và hiệu quả là rất ấn tượng. Trong khi đó, những vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine suốt thời gian qua đang khiến cho phương Tây phải hoảng loạn. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với nội dung chi tiết. Trận chiến ấn tượng đầu tiên trong lịch sử, ngõ cụt chiến lược châu Ukraine. Một trong những sự kiện thu hút được sự chú ý trên chiến trường ngày hôm nay chính là việc Nga mở cuộc tấn công vào phía tây của Tonenko theo hướng Umansky. Theo kênh Deep State của Ukraine, lực lượng Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất với sự tham gia của 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh. Họ tấn công dọc theo con đường từ làng Tonenko mới chiếm được về phía tây tới Umansky. Tuy nhiên, phía Ukraine đã sử dụng pháo binh và máy bay không người lái FPV để đáp trả số thiết bị mà Nga tổn thất hiện tại vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Trong khi Ukraine đưa tin rằng họ đã phá hủy được 20 thiết bị thì phía Nga cho biết họ chỉ mất có 5 xe tăng. Tuy nhiên, kênh Deep State sau đó đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh 4 xe tăng cùng với 2 xe chiến đấu bộ binh của Nga bị tiêu diệt. Video này có vẻ gần với con số mà phía Nga đưa ra nhất. Các cảnh quay do phía Nga công bố cũng cho thấy nhóm thiết giáp của Ukraine đã tấn công vào các vị trí của Nga ở phía tây Tonenko, nhưng họ đã bị trúng mìn khi đang cố gắng rút lui. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, họ cho biết rằng cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi, nhưng mà quân Nga vẫn đạt được tiến bộ nhỏ về phía tây bắc của Tonenko. Hơn nữa, việc Nga tấn công có quy mô lớn như vậy cho thấy họ đã tích lũy lực lượng và thiết bị với một số lượng đáng kể. Có thể nói rằng cuộc chiến tại làng Medici đã đi vào lịch sử quân sự, khi người Nga lần đầu tiên thử nghiệm trên thực địa một loại robot mới đầy hứa hẹn. Nó sẽ thay thế binh sĩ đảm nhận một phần nhiệm vụ chiến đấu, hỗ trợ các hoạt động tấn công, áp sát và tiêu diệt quân phòng thủ Ukraine trú ẩn trong làng Berichi bằng cách sử dụng súng phóng liệu AGS-17 được lắp đặt trên thân của con robot. Trong quá trình chiến đấu thì robot này cho thấy kết quả khả quan khi chúng có thể tiếp tục hoạt động ngay cả trong điều kiện bị hỏa lực của đối phương tấn công. Việc Nga lần đầu tiên cho robot xuất trận được ví như là cuộc tấn công bằng xe tăng đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất. Bất chấp một thực tế đó là Anh, Mỹ và Trung Quốc đều đã phát triển nền tảng robot chiến đấu, nhưng Nga mới là nước đầu tiên sử dụng loại vũ khí này trong thực chiến. Nhìn chung thì tình hình gần Adipka tiếp tục xấu đi. Cả phía Nga và ngay chính tình báo Anh cũng đã tuyên bố rằng Nga đã chiếm được hai làng Tonenko và Oloka, nhưng Ukraine cho đến nay vẫn chưa xác nhận được thông tin này. Trong khi đó, phóng viên quân sự của tờ Bill Julian Rupko cho biết lực lượng Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ mới của Ukraine ở phía tây Adipka. Các trận chiến vẫn đang tiếp diễn ở Bedichi và Semenovka. Theo hướng Bắc Mút thì các đơn vị Nga đã chiếm được hàng chục ngôi làng và một số khu định cư. Tình hình ở đây rất khó khăn cho Ukraine khi mà quân Nga tiến gần tới Chasovya. Một trung tâm phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine nằm giữa Bắc Mút và chuỗi các khu vực quan trọng khác từ Slavyan, Krasmatov, Dukovka cho đến Konstantinovka. Ngoài ra, Chasovya là nơi đặt các trung tâm chỉ huy của Ukraine. Gần đây nhất thì Nga đã tấn công bằng tên lửa Iskander vào một trụ sở quân sự đặt sâu dưới lòng đất, gây thiệt hại lớn cho các chuyên gia sĩ quan NATO, trong đó có tướng Ba Lan Adam Maszak và một số sĩ quan cấp cao khác được cho là đã có mặt vào thời điểm mà Iskander nhắm trúng mục tiêu. Ngoài ra, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở Ivanovka. Cảnh Deep State thừa nhận rằng sớm hay muộn thì lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ buộc phải rời khỏi ngôi làng này. Tình huống cũng tương tự với Borodanka khi Nga đã chiếm giữ được một số vị trí của đối phương ở ngoại ô phía tây khu vực và dự báo nó sẽ sớm sụp đổ vì đang bị bao vây. Cần phải lưu ý là Chasovya nằm ngay sau Bodanovka và câu hỏi đặt ra trong thời điểm này là liệu Nga có mở một cuộc tấn công lớn hay không và nếu có thì sẽ ở đâu. Cần phải lưu ý là Bộ Chỉ huy Nga chưa bao giờ công khai thảo luận kế hoạch tấn công của họ. Nhưng mà chiến thuật thông thường của họ sẽ là bao vây thành phố theo hình bán nguyệt, chừa lại cho kẻ thù một hành lang để có thể rút lui. Minh chứng rõ nhất đó là ở Bodanaya, Severodonetsk, Lysychansk, Soledad, Bakhmut và Adipka. Tuy nhiên, Chasubja cho đến nay vẫn chưa bị khép chặt ở hai bên cánh, có nghĩa là hoạt động bao vây thành phố của người Nga vẫn chưa bắt đầu. Do đó, Chasubja trong thời gian tới có thể vẫn chưa phải là mục tiêu chính của Nga. Mặt khác, lực lượng Nga đang đẩy Ukraine vào tình thế phải dốc sức để giành lại các thị trấn nhỏ từ đó buộc Kiev phải tiêu phí nốt số nhân lực và thiết bị ít ỏi còn lại của mình. Trong khi đó thì các thị trấn và làng mạc mà họ muốn giành lại lại được ví như những chiếc vali không quay. Đối với Kiev, họ có thể giữ được chúng trước hỏa lực của Nga. Mặt khác, lực lượng Nga đang đẩy Ukraine vào tình thế phải dốc sức để giành lại các thị trấn nhỏ và từ đó buộc Kiev phải tiêu phí nốt số nhân lực và thiết bị ít ỏi của mình. Trong khi đó thì các thị trấn làng mạc mà họ muốn giành lại lại được ví như những chiếc vali không quay họ khó có thể giữ được chúng trước hỏa lực của người Nga. Giữ thì không được, mà bỏ lại thì cũng không xong, vì nó sẽ gây ra hậu quả chính trị tiêu cực cho ông Zelensky. Giờ đây, cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra ở ngoại ô của Kharkov. Nhiều khả năng là thành phố này sẽ là ưu tiên hàng đầu của các tướng lĩnh Nga khi nó nằm gần với biên giới Nga nhất. Trong khi đó, thị trưởng Kharkov Igor Terekov thừa nhận gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kharkov đã bị phá hủy đặc biệt khi Nga bắt đầu tấn công thành phố bằng bom FAB. Ông ấy nói rằng, tôi không biết kế hoạch của kẻ thù là gì. Hầu như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đã bị phá hủy. Cơ sở hạ tầng tư nhân cũng đã bị phá hủy. Nga muốn đe dọa chúng tôi. Có những lúc trong một thành phố gần 2 triệu người chỉ còn lại 300.000 người. Tình hình của ngành năng lượng đang rất khó khăn. Theo ông Terekov, ước tính sẽ cần ít nhất là 10 tỷ USD để có thể khôi phục lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ngày hôm qua, ngày 1 tháng 4, người Nga còn đánh sập một cây cầu ở vùng Zaporozhye. Đây là cây cầu đường bộ quan trọng nhất của Ukraine. Hiện tại, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine vẫn đang xảy ra không ngừng. Cú đòn chính xác các đứt huyết mạch hậu cần của Ukraine Tại thành phố Glujapol của vùng Zaporozhye, một cây cầu đường bộ đã bị đạn pháo Nga xẻ làm đôi. Công trình này có tầm quan trọng lớn đối với Kiev và là tuyến đường vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực cũng như luân chuyển binh lính dọc theo mặt trận phía Nam. Còn tấn công vào cây cầu sẽ làm phức tạp đáng kể công tác hậu cần của Ukraine theo hướng Zaporozhye. Tất nhiên, Kiev cũng có những tuyến đường khác nhưng dài hơn và bất tiện hơn. Kênh Voindv chỉ ra rằng nếu trước đây thời gian để tiếp viện cho mặt trận Zaporozhye mất từ 1 đến 2 tiếng thì hiện tại sẽ phải mất gấp đôi thời gian. Trong khi đó, ông Vladimir Rogov là quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporozhye do Nga bổ nhiệm bình luận việc phá hủy cây cầu này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng vận tải của quân đội Ukraine và sẽ cho phép lực lượng Nga tiến công tích cực hơn. Giờ đây, lực lượng Ukraine sẽ phải đi trên các tuyến đường phức tạp hơn. Đó là lý do tại sao một số hàng hóa cần thiết sẽ phải đến tiền tuyến muộn hơn. Ngoài ra, ông Rogov cũng cho biết, cây cầu đã bị phá hủy đáng kể với vài chục mét đường đã hoàn toàn bị đổ sập. Thêm nữa là trụ đỡ chân cầu đã không còn. Do đó, Ukraine sẽ khó có thể khôi phục nó trong một thời gian ngắn, Ngoài ra cây cầu này còn luôn nằm trong tầm hỏa lực của người Nga. Trước đó vào ngày 30 tháng 3 thì Nga đã phá hủy cầu đường sắt Kurakovo, vốn cũng là huyết mạch giao thông quan trọng của quân đội Ukraine. Nhiều nguồn tin cho biết rằng Nga sử dụng bom FAB-500 hoặc pháo tầm xa để phá hủy nó. Dù cho cuộc tấn công được thực hiện như thế nào thì việc phá hủy cây cầu này cũng sẽ cản trở khả năng Kiev gửi thêm quân, thiết bị quân sự và vật tư về hướng dnias đặc biệt là tới tiền tuyến phía tây của thành phố này. Thêm nữa, Chính từ Kurakovo, Kiev đã bắn đạn pháo vào khu chợ ở Danes do phía Nga kiểm soát. Giờ đây, quân đội Ukraine sẽ phải gặp khó khăn hơn trong việc vận chuyển đạn dược dùng để giết hại dân thường tại các khu chợ, trung tâm mua sắm và bến xe buýt tại Danes. Thời điểm này, Nga không chỉ còn phá hủy các cơ sở năng lượng mà còn tăng cường tấn công vào những cây cầu quan trọng phía sau tiền tuyến. Đối với Ukraine, mỗi đêm trôi qua thì tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đây là nhận định của cựu cố vấn hai đời Tổng thống Ukraine, Oleg Shukin. Ông ấy nói rằng các cuộc tấn công vào đêm 31 tháng 3 của Nga thậm chí còn tệ hơn những đêm trước. Thế rồi, cuộc tấn công vào đêm ngày 1 tháng 4 cũng là một đêm khó khăn và bi phạm. Thế rồi, cuộc tấn công vào đêm ngày 1 tháng 4 cũng là một đêm khó khăn và bi thảm. Đến ngày 2 tháng 4, có lẽ mọi thứ còn tệ hơn những đêm trước đó. Và bình luận này một lần nữa đã ghi nhận mức độ tàn phá sau các cuộc không kích của Nga. Còn nhớ vào ngày 22 tháng 3, Nga bắt đầu nối lại hoạt động tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, gồm những khu phức hợp quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và địa điểm trú quân của Kiev cùng với lính đánh thủy nước ngoài. Sau đó, vào đêm ngày 29 tháng 3, nhà máy nhiệt điện ở vùng Kamensky và vùng Dnipropetrovsk đã bị tấn công. Nhà máy thủy điện Kremenchuk cũng bị hư hại nặng nề. Điều đó báo hiệu mở đầu cho các cuộc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng dọc theo sông Dnipro. Vào ngày 30 tháng 3, thì Tập đoàn Năng lượng của Ukraine đưa tin nhà máy nhiệt điện Zimetskaya ở vùng Kharkov đã bị phá hủy hoàn toàn. Hậu quả từ các vụ tấn công này đã trở thành một thách thức nghiêm trọng không chỉ đối với Tổng thống Zelensky mà còn đối với cả phương Tây nữa. Tại sao NATO và Kiev lại khiếp sợ tên lửa siêu thành gì công Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội của các nước NATO đang chiến đấu ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Từ lâu, phương Tây cũng gián tiếp thừa nhận là họ đã cử các đại diện quân sự gồm các chuyên gia và huấn luyện viên tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến chống lại Nga. Đó là lý do tại sao thông tin về những người nước ngoài thiệt mạng luôn đi kèm với lời giải thích rằng đây là những cựu quân nhân. Trang web Memory Alidu của Ukraine còn có một danh sách tưởng niệm các tình nguyện viên nước ngoài ở Ukraine. Họ ghi lại dữ liệu về những người lính đánh thuê bị thiệt mạng từ hàng chục quốc gia khác nhau. Trong đó có số người thiệt mạng nhiều nhất mang quốc tịch Colombia, Georgia, Ba Lan, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, việc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh di công trong những ngày gần đây mới làm cho NATO và Kiev thực sự kiếp sợ. Đây là loại tên lửa hành trình siêu thanh chạy bằng động cơ Scramjet, vốn thường được phóng từ các bệ phóng trên biển như là tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân. Nhưng nay, người Nga đang chuyển sang phóng nó từ đất liền. Với tầm bắn 1.500 km và tốc độ đạt Mach 9, việc Nga sử dụng nó trong vụ tấn công hôm 25 tháng 3 nhắm vào trụ sở cơ quan an ninh Ukraine tại Kiev, tiêu diệt các quan chức cấp cao đang có mặt tại đó, cho thấy rằng Nga quyết tâm nhổ tận gốc đầu não của âm mưu khủng bố trên đất Nga. Cũng cần phải lưu ý là cuộc tấn công này diễn ra sau 3 ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính Krokos sự khác biệt lớn nhất của di công so với các loại tên lửa siêu thanh khác là nó có thể thực hiện hành trình bay nhanh hơn rất nhiều và khiến cho Kiev có ít thời gian để cảnh báo hơn. Tất nhiên, hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ trên không và trên mặt đất như là Kinzhal và Iskander M vẫn là rất phù hợp để Nga loại bỏ các sĩ quan cấp cao của NATO. Tuy nhiên, Iskander M sử dụng đầu đạn nặng tới 700 cân, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu ở tiền tuyến hoặc các cơ sở đồn trú quân rộng lớn của Ukraine đôi khi nó có thể bị hệ thống trinh sát của NATO phát hiện và kịp thời cảnh báo cho sĩ quan Ukraine cùng với các cố vấn nước ngoài tìm nơi ẩn nấp. Các hệ thống cảnh báo sớm của NATO có thể phát hiện ra dấu vết phóng Iskander, trong khi hệ thống trinh sát khác lại có thể phát hiện ra việc Nga triển khai MiG-31K mang theo Iskander. Nhưng, với quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ trung bình đạt 9.000 km h tên lửa di công chỉ mất khoảng chưa đầy từ 1 tới 5 phút để đến bất cứ nơi đâu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, lý do chính khiến cho tên lửa di công trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều là vì nó có đầu đạn nhỏ hơn so với Iskander. Và chỉ khoảng 300 km với chỉ khoảng 300 kg thuốc nổ. Có nghĩa là quân đội Nga có nhiều khả năng sử dụng nó trong các cuộc tấn công tầm xa hơn và có thể tránh được các tổn thất dân sự không đáng có. Chính nhờ việc triển khai quy mô lớn tên lửa di công mà Nga có nhiều lựa chọn hơn để tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine, vốn thường nằm rất gần những nơi tập trung đông dân cư. Điều này cũng giải thích cho sự hoảng loạn của NATO và lầu năm góc. Họ sẽ phải sớm tìm ra một phương án để đảm bảo an toàn cho các chuyên gia cố vấn NATO đang hoạt động tại Ukraine. Bất cứ ai theo dõi sâu cuộc chiến Ukraine đều biết về việc có những cái chết bất ngờ và bí ẩn của các sĩ quan NATO trong những tuần qua và nhiều khả năng trong cả những tuần tới nữa. Tuy nhiên, như thường lệ thì chính quyền Kiev vẫn khẳng định là họ có thể bắn hạ tất cả các loại tên lửa Nga, trong đó có cả Iskander M và Kinzhal. Theo tuyên bố mới nhất hôm 27 tháng 3, thì Kiev cho biết là họ đã bắn hạ ít nhất hai tên lửa di công bằng hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất. Nhưng một điều thú vị là Ukraine tuyên bố có thể bắn hạ được di công, mà lại hoàn toàn bất lực trước tên lửa P-800 Onyx. Chưa có một chiếc P-800 Onyx nào bị bắn hạ, dù cho tên lửa này có tốc độ chậm hơn 3 đến 4 lần và kém cơ động hơn di công. Truyền thông Mỹ đổ lỗi cho Nga về hội chứng Havana nhằm mục đích gì? CBS News, The Insider và The Spiger đã công bố kết quả cuộc điều tra chung của họ vào hôm 31 tháng 3 nhằm đổ lỗi cho Nga về hội chứng Havana. Ám chỉ rằng, chứng đau tai, đau đầu bí ẩn mà hơn 1.500 nhân viên chính phủ Mỹ trên toàn thế giới đã mắc phải kể từ năm 2016. Việc truyền thông phương Tây đồng loạt công bố cuộc điều tra này lại có vẻ trùng hợp với kế hoạch bỏ phiếu về viện trợ cho Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4 của Quốc hội Mỹ. Mục đích của họ là rất rõ ràng, đó là gây áp lực cho các nghị sĩ Cộng hòa sớm phải phê duyệt kinh phí cho Ukraine. Tuy nhiên, hành động này có thể phản tác dụng vì những tuyên bố đầy kịch tính của truyền thông Mỹ đã vẽ ra một bức tranh về sự thâm nhập sâu của tình báo Nga vào các cơ quan ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ. Mà cho đến nay, họ vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục ngoài việc gửi thêm tiền cho Ukraine. Nếu như những gì truyền thông Mỹ viết là đúng thì Nga đã tạo ra một loại vũ khí năng lượng định hướng di động hay còn gọi là súng thần công sung điện tử có thể hạ gục thành công 1.500 nhân viên, trong đó có từ 5 đến 10% sĩ quan có hiệu suất làm việc cao nhất trong cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ. CBS News dẫn nguồn tin từ một trung tá quân đội Mỹ nghỉ hưu cho biết, nhóm sĩ quan ưu tú này của Mỹ đều đã làm việc rất tốt, nhưng sau đó họ bị vô hiệu hóa vì chứng đau đầu và đau tai hành hạ. Những cáo buộc của ông mâu thuẫn về đánh giá chính thức của cộng đồng tình báo hồi năm ngoái, rằng không có một loại vũ khí năng lượng hay là một đối thủ nước ngoài nào chịu trách nhiệm về những sự cố sức khỏe bất thường của các nhân viên tình báo Mỹ. Thực tế, việc truyền thông Mỹ công bố kết quả cuộc điều tra về hội chứng Havana chỉ nhằm khuấy động thêm hội chứng sợ Nga, bài Nga của cánh tả Mỹ. Trước đây, họ cũng đã từng làm như vậy. Họ cố tìm cách để buộc tội ông Donald Trump thông đồng với Nga nhằm hạ bệ ông ấy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không thành công. Và cuộc điều tra chung mới nhất của truyền thông Mỹ cũng chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm gây áp lực khiến cho các nghị sĩ đảng Cộng Hòa phải phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine tiếp tục cuộc chiến. Kiev hoảng sợ trước tuyên bố của Tổng thống Putin Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tình hình ở Kharkov càng ngày càng nghiêm trọng và đây rất có thể là mục tiêu mà ông Putin đang nhắm tới. Trong khi đó, Mỹ không thể rảnh tay đối phó với Nga khi mà tình hình Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin này ngay sau đây. Dấu hiệu bắt đầu trận chiến chính ở Kharkov. Lực lượng Nga đã mở đầu một cuộc tấn công lớn vào khu vực phía tây làng Medici. Bản đồ cho thấy rằng một phần ngôi làng đã rơi vào tay người Nga, phần còn lại nằm ở trong vùng xám. Quân đội Nga cũng đang tiến tới làng Semenovka gần đó và các trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra gần Tsaritsyn nhưng mà mọi sự chú ý hiện giờ đang đổ dồn về mặt trận Kharkov. Hiện thì các đơn vị tinh nhuệ của Nga đang hoạt động theo hướng Kupyansk và đã tiếp cận vùng ngoại ô Kharkov. Việc xuất hiện của nhóm trinh sát này diễn ra ngay sau khi Nga tiến hành cuộc không kích ồ ạt nhắm vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine tại Kharkov. Nó cho thấy đây là dấu hiệu khởi đầu cho trận đánh chính sắp diễn ra. Thời gian gần đây thì Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Kharkov. Trong khi đó, thị trưởng Kharkov Igor Terekov Thừa nhận gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kharkov đã bị phá hủy. Đặc biệt, khi Nga lần đầu tiên tấn công thành phố này bằng bom FAB. Một ngày trước đó, cũng chính ông này đã vô tình để lộ kế hoạch sơ tán khi cho biết chính quyền Kharkov không có ý định sơ tán người dân khỏi thành phố, nhưng họ vẫn sơ tán một nhóm nhỏ cư dân ở vùng xảy ra giao tranh. Ông nói rằng việc sơ tán đang diễn ra khỏi khu vực nơi chiến sự đang diễn ra. Hiện tại thì thành phố có 1,3 triệu dân. Cho đến nay cả chúng tôi và quân đội đều không thấy có lý do gì để sơ tán khỏi Kharkov. Đồng thời, thị trưởng Kharkov còn nói thêm rằng cho đến nay thì tình hình ở thành phố vẫn bình lặng. Tuy nhiên, một cảnh quay mới đây đã ghi lại cảnh dòng ô tô ồ ạt rời khỏi Kharkov. Trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại đây bị hư hại nghiêm trọng và nguy cơ chiến tranh gia tăng đối với thành phố này. Chuyên gia quân sự Nga Anatoly Mavitchak cho biết rằng Lực lượng Ukraine tại Kharkov đang co cụm lại để phòng thủ và thắt chặt phòng tuyến. Nhiều khả năng phía Nga sẽ tập trung lực lượng ở khu vực Chugoev và sẽ tạo ra một tuyến phòng thủ mới tại đây, bao gồm một nhà máy lọc dầu và một nhà máy sản xuất máy bay không người lái Shahid. Trên các trang mạng của Nga, họ viết rằng UAV của Ukraine đã tấn công trượt mục tiêu và đâm vào các ký túc xá của một trường đại học tại thành phố Yevlakuga. Trước đó, thì Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Fedorov cho biết rằng Nước này sẽ tăng sản lượng UAV tầm xa lên 10 lần vào năm 2024 so với năm ngoái. Đồng thời, nói rằng hầu hết các máy bay không người lái tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga đều có tầm hoạt động từ 700 đến 1.000 km. Hơn nữa, theo CNN, một số máy bay không người lái tầm xa này của Ukraine được trang bị trí thông minh nhân tạo, cho phép nó có thể bay trong điều kiện bị nhiễu và thời gian bay dài hơn, ít cần tới sự can thiệp của con người hơn. Hiện thì người Nga vẫn chưa thể thiết lập được hệ thống bảo vệ các cơ sở chiến lược của mình khỏi các vật thể nhỏ và khó bắn hạ như là máy bay không người lái hoặc máy bay mini không người lái. Nói một cách khách quan, với một lãnh thổ rộng lớn như Nga và số lượng lớn các trung tâm năng lượng, Nga không thể bố trí một đội hình phòng không cho từng cơ sở hạ tầng như vậy được. Về mặt lý thuyết, người Nga chỉ có thể xây dựng một hệ thống kiểm soát toàn diện dọc theo chiều dài biên giới và tiền tuyến với Ukraine để theo dõi đường bay của bất kỳ mục tiêu nào. Tất nhiên, mọi cuộc tấn công nào của Ukraine nhắm vào Nga cũng đều nhận phải sự đáp trả. Ngày hôm qua 2 tháng 4, ông Putin đã đưa ra lời cảnh báo cho những kẻ ra lệnh tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga. Ra lệnh tấn công, Kiev hoảng sợ trước tuyên bố của ông Putin. Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Nội vụ sau vụ tấn công khủng bố ở Tòa Thị chính crocos hôm 22 tháng 3, ông Putin đã nói về những kẻ chủ mưu sau tội ác này những ai sử dụng loại vũ khí này phải hiểu rằng nó là con dao hai lưỡi, nó là một loại vũ khí. Sau tuyên bố này của nhà lãnh đạo Nga, các kênh bình luận Ukraine coi đây là một thông điệp đe dọa dành cho chính quyền Kiev. Họ cho rằng Nga không chỉ nhằm vào những kẻ khủng bố thực thi mệnh lệnh, mà còn là những người thiết kế và ra lệnh cho chúng. Ngoài ra, bất cứ một quan chức nào làm việc trong các cơ quan an ninh của Ukraine cũng đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Với thông điệp của Tổng thống Putin, thì giới lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu Ukraine sẽ bị đưa vào danh sách đen. Bất kỳ một ai làm việc ở bất kỳ bộ, ban hoặc chính quyền quân sự khu vực nào cũng đều có thể trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công của Nga. Dự kiến trong vài ngày tới thì phía Nga sẽ ra đòn đáp trả trên khắp lãnh thổ Ukraine. Nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày hôm qua cho biết, tình báo Anh đã thông báo cho Ukraine rằng quân đội Nga đã tích lũy một số lượng lớn tên lửa UAV Lancet, Sahis và bom lượn thông minh cho các cuộc tấn công mới. Anh tin rằng Điện Kremlin muốn tổ chức một cuộc tấn công đồng loạt vào một số khu vực mặt trận để tiêu diệt tối đa lực lượng Ukraine. Họ đánh giá mục tiêu chính của cuộc tấn công là để nhằm thể hiện toàn bộ tiềm năng quân đội Nga và khẳng định tiềm năng này là không thể so sánh được. Không rõ là nhận định này của tình báo Anh có đúng hay không, nhưng mà ngày hôm qua 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sugo đã thông báo rằng Kể từ đầu năm, người Nga đã kiểm soát thêm 403 km vuông lãnh thổ, các khu vực mới. Và cũng kể từ tháng 1, quân đội Ukraine đã mất hơn 80.000 quân nhân, 14.000 đơn vị vũ khí khác nhau. Trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Nhưng mà một điều thú vị là các quan chức phương Tây hiếm khi công nhận sự thật này. Tờ The Hill vào hôm 31 tháng 3 đăng tải bài viết có tiêu đề là Ukraine không thua, sự hỗ trợ của Mỹ phải tiếp tục. Tác giả của bài viết là Evelyn Farkas, bà này là giám đốc điều hành của Viện McCain và đã từng đảm nhiệm vai trò trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách các vấn đề Nga của Đảng Dân Chủ. Phe quốc hội phản đối sự hỗ trợ dành cho Ukraine có chung quan điểm với Điện Kremlin, rằng dù sao thì Ukraine cũng đang thua trong cuộc chiến với Nga. Vừa trở về từ Ukraine, nơi tôi gặp các quan chức hàng đầu của Ukraine và tham gia một hội nghị an ninh, tôi đã tìm thấy bằng chứng đáng kể ngược lại. Nhưng những quan chức mà bà Farkas nói chuyện đều là những quan chức trong chính quyền Kiev và là quan chức phương Tây ủng hộ Nga. Đơn giản là những gì mà bà nhận xét đều giống như các quan chức Ukraine tuyên bố. Điều đó chứng tỏ là bà này cực kỳ thiếu thông tin và không thể nhận định một cách khách quan. Bài viết của bà ta trên tờ The Hill có đoạn như sau. Mặc dù người Ukraine khó có thể hoan nghênh một cuộc tấn công mới của Nga vào mùa xuân hoặc mùa hè này, nhưng họ tin rằng điều đó có thể xảy ra. Các quan chức mà chúng tôi đã gặp giải thích rằng ông Putin cần thể hiện sự tiến bộ, một loại chiến thắng nào đó để biện minh cho việc tái huy động và có thể sẽ tấn công trên thực địa và một lần nữa cố gắng mở ra hành lang đất liền nối với Crimea. Những quyết định như vậy có thể gieo mầm cho một hoạt động quân sự quá mức. Tờ The Hill đã đề cập đến việc Tổng thống Putin đang muốn chứng tỏ thành công trong chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua một loạt các hoạt động, trong đó có việc mở rộng hành lang đất liền từ Nga tới Crimea. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, Hành lang đất liền nối giữa Crimea và phần còn lại của Liên bang Nga đã được ông Putin khởi công xây dựng ngay từ những ngày đầu tháng 3 năm 2022, tức là chưa đầy 2 tuần sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu. Vào tháng 2 năm 2022, vào thời điểm đó, ngay cả bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng xác thực điều này. Các bản đồ của Bộ Quốc phòng Pháp cũng xác nhận điều tương tự. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov mới đây còn thừa nhận rằng tuyến đường hành lang sắp hoàn thành hành lang đất liền đó đã tồn tại từ lúc khởi đầu và chưa bao giờ bị gián đoạn cuộc phản công của ukraine vào mùa hè năm ngoái hy vọng có thể chọc thủng được hành lang này nhưng nó đã thất bại trong khi đó nga đang củng cố lãnh thổ và gia tăng khả năng phòng ngự bằng cách xây dựng tuyến đường sắt mới dọc theo bờ biển azov nó sẽ rút ngắn đáng kể tuyến đường kết nối dọc theo hành lang tất nhiên quân đội ukraine không thích điều này và đang tìm mọi cách để phá hủy tuyến đường mới giám đốc tình báo buranov cảnh báo tuyến đường sắt dài 450 dặm của Nga đang xây dựng chạy qua các vùng lãnh thổ quan trọng ở Donetsk, Mariupol và Berdyansk và cho biết đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine. Budanov đe dọa rằng, chúng tôi đều có kinh nghiệm trong việc tấn công và tấn công tuyến đường sắt này dễ dàng hơn nhiều so với cầu Crimea. Tuy nhiên, hoạt động tấn công mới nhất của giám đốc tình báo Budanov tại khu vực biên giới Belgorod vào tháng trước đã thất bại nghiêm trọng. Quân đoàn tình nguyện Nga cùng với lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài dưới sự chỉ đạo của tổng cục tình báo quốc phòng ukraine đã bị đánh cho tàn tác và tổn thất cực kỳ cao. đương nhiên là quân đội nga cũng lường trước được các hoạt động phá hoại của kẻ thù ở tuyến đường sắt mới này. phía nga cũng có lực lượng nhân viên đường sắt riêng có thể nhanh chóng sửa chữa những đoạn hư hỏng trên đường tàu sau khi bị kẻ thù phá hoại. có thể nói rằng thời điểm này tình hình đang rất nguy kịch đối với ukraine khi họ không chỉ thiếu nhân lực, đạn dược mà còn thiếu cả nhiên liệu để phục vụ cho sinh hoạt dân sự lẫn hoạt động quân sự. Bất cứ quan chức phương Tây nào cho rằng điều này không nghiêm trọng thì cũng giống như là họ từng tin chắc rằng không có mối đe dọa quân sự nào với Ukraine vào năm 2021. Thêm nữa, Trung Đông đang dần trở thành thùng thuốc nổ nguy hiểm, đặc biệt là sau khi Israel tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria và nguy cơ Iran sẽ trả đũa quốc gia do Thái này. Nhiều khả năng cuộc chiến ở Ukraine sẽ dần chìm vào quên lãng, bởi vì bất kỳ một tình hình nào trở nên trầm trọng hơn ở Israel, sẽ khiến cho phương Tây giảm đi nhu cầu hỗ trợ quân sự cho Ukraine để tập trung hỗ trợ cho đồng minh truyền thống của họ là Israel. Iran hứa sẽ trả thù Israel sau cuộc tấn công vào Đại sứ quán. Đối với những người còn đang thắc mắc liệu cuộc chiến ở Gaza có mở rộng hay không, hiện nay có vẻ như câu hỏi đó đã được giải đáp. Lãnh đạo tối cao của Iran Khamenei ngày hôm qua 2 tháng 4 tuyên bố rằng Israel sẽ bị trừng phạt sau vụ nước này ném bom vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm thứ Hai. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhắm vào tướng Mohammed Reza Zahedi của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông này cũng như các nhân viên khác tại hiện trường được cho là đã thiệt mạng. Nhiệm vụ của vị tướng Zahedi này tại Syria là tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vệ binh cách mạng Iran với các lực lượng đồng minh Hezbollah ở Liban và Syria. Giới quan sát nhận định rằng cuộc tấn công của israel có thể được coi là một nỗ lực của thủ tướng netanyahu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của hezbollah vào biên giới phía bắc của nước này điều quan trọng cần phải lưu ý là israel và iran hiện tại đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm trong đó lực lượng hezbollah được iran hỗ trợ đã đấu súng với quân đội israel ở biên giới liban kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột ở gaza đương nhiên iran thề sẽ trả thù cho cái chết của các quan chức cấp cao của họ Chính quyền Iran đang phải chịu áp lực thực hiện một điều gì đó nhằm đáp trả các hành động vi phạm luật pháp quốc tế này. Việc tấn công vào một cơ sở ngoại giao nước ngoài là trái với Công ước viên. Có quan chức cho rằng mục đích của Israel trong vụ tấn công là nhằm lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến trung độc bằng cách kích động sự trả đũa của Iran trong bối cảnh truyền thông dâm gian rằng Israel đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến với Hamas. Tuy quan điểm này cũng chưa hẳn là đã chính xác, nhưng có thể nói rằng hành động này của Tel Aviv được cho là một sai lầm chiến lược, và thực sự đã làm xấu đi tình hình an ninh của Israel đúng vào thời điểm mà ông Netanyahu sắp tuyên bố chiến thắng ở Gaza. Việc lực lượng Houthi mở mặt trận thứ hai là không đủ để ngăn chặn chiến dịch của Israel. Trong khi đó, Hezbollah cho đến nay vẫn tỏ ra miễn cưỡng mở mặt trận thứ ba để giảm nhiệt cho Hamas tại Gaza. Sự kiện nước láng giềng Jordan gần đây dung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm đáp lại lời kêu gọi của các quan chức cấp cao Hamas yêu cầu người Hồi giáo tuần hành tới Palestine hỗ trợ cho Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel cũng là một ví dụ. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn này đã bị chính quyền Jordan áp chế. Do đó, Hezbollah khó mở ra mặt trận tại đây. Nếu như Hezbollah không tiến hành được một cuộc chiến tổng lực với Tel Aviv, thì Israel sẽ sớm hoàn tất việc tiêu diệt Hamas ở Gaza. Vậy mà, mọi thứ đã thay đổi đột ngột bởi cuộc tấn công táo bạo vào hôm 1 tháng 4 của Israel nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Nó đã đẩy Iran vào thế phải leo thang dẫn đến nguy cơ mở ra một mặt trận khác. Ví dụ, Iran sẽ yêu cầu Hezbollah phải phản ứng quyết liệt và sau đó dẫn đến chiến tranh tổng lực. Cần phải lưu ý là Hezbollah là một trong những nhóm phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế giới và là đồng minh quan trọng nhất của Iran trong trục kháng chiến bao gồm Hamas, Houthi, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, dân quân Iraq và các nhóm khác. Hezbollah có khoảng 100.000 chiến binh được huấn luyện bài bản và sở hữu 100.000 tên lửa. Hiện tại vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho việc thế lực này sẵn sàng tham gia toàn diện vào cuộc chiến chống lại Israel. Trái ngược với kỳ vọng của Hamas, Hezbollah đã kiềm chế và không tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Israel như Hamas từng mong muốn. Tuy nhiên, áp lực giờ đây đang đè nặng lên Iran khi mà chính quyền nước này ít nhất cần phải đáp trả một cách đối xứng với Israel. Do đó, chu kỳ leo thang không thể kiểm soát được sẽ rất dễ xảy ra tại Trung Đông vào thời điểm tồi tệ nhất đối với Israel khi mà nước này đang kết thúc chiến dịch chống lại Hamas và chuẩn bị cho tương lai Gaza hậu xung đột. Ngoài ra, cuộc tấn công của Israel nhằm vào mục tiêu Iran sẽ đẩy chính quyền ông Joe Biden vào tình huống khó xử. Việc Mỹ tham gia vào cuộc xung đột Trung Đông chắc chắn sẽ xảy ra nếu như Iran chính thức tham chiến. Các cuộc đấu súng trả đũa qua lại đã gia tăng kể từ tháng 1 khi mà các phiến quân được cho là trang bị vũ khí của Iran đã tấn công một tiền đồn dọc theo biên giới Syria-Jordan, giết chết bà lính Mỹ. Nhìn chung, người Mỹ rất lo ngại về vấn đề an ninh dầu mỏ và bất kỳ một mối đe dọa lớn nào ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dầu tại Trung Đông đều sẽ khiến họ phải phản ứng bằng vũ lực. Iran có thể yêu cầu Houthi khuấy động biển đỏ. Sau đó, nước này có thể đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu của phương Tây. Tổng thống Biden về cơ bản là sẽ không cho phép kịch bản này xảy ra, đặc biệt là sau khi ông đã rút cạn kho dầu dự trữ chiến lược của Mỹ nhằm làm giảm lạm phát và làm giảm giá xăng dầu vì cuộc chiến Nga-Ukraine. Do đó, nguy cơ về một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông không phải là một điều xa vời. Chớ chiều thay, tất cả điều này lại diễn ra đúng vào năm bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Vậy, ông Biden sẽ phải chống đỡ như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Trump công khai tuyên chiến với Biden và Stoltenberg. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của chúng ta với nhiều tin tức thú vị. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga quét vào phòng tuyến kiên cố của Ukraine, chiếm thêm lãnh thổ. Người Nga hiện tại đang chậm rãi tiến quân, bao vây quân đội Ukraine tại nhiều mặt trận trong vài tuần qua. Theo hướng Danes, Nga đã tiến đến bao vây thị trấn Chasovya, nơi mà Ukraine dành nhiều tháng để biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Mặt khác, kênh Deep State của Ukraine hôm nay cũng xác nhận Nga đã chiếm được Vodiane và bắt đầu tiến vào làng Ivanovsky. Ở phía bắc của làng Bodanovka, quân Nga đang nỗ lực để chiếm giữ một ngọn đồi. Và nếu như thành công, nó sẽ giúp Nga khép chặt hai bên cánh, khóa chặt lực lượng Ukraine ở Chasovya. Trong khi đó, một nhóm xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách Chasovya khoảng tầm 600 km. Và quan trọng nhất, đó là họ đã tìm ra được các chiến thuật tấn công đô thị khá hiệu quả để đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi hệ thống hầm hào ở phía đông của thị trấn này. Hiện tại, Nga đã chiếm được mạng lưới chiến hào quan trọng trên đường tiếp cận Chasovya. Theo hướng Adipka, thì sau khi đẩy lùi Ukraine về phía Tây, Nga gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ mới kéo dài từ Bedichi, Olovka, Tonenko. Trong đó, hai ngôi làng đã thất thủ và chỉ còn lại mỗi Medici vẫn đang giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, kênh Deep State vào hôm 4 tháng 4 xác nhận rằng Nga đã tiến vào ngôi làng này. Chuyên gia quân sự Alexander Zimovsky cho biết, các đơn vị xung kích của Nga đã bao vây Medici và lữ đoàn 47 thiện chiến của Ukraine đang bị kẹt trong nồi hầm. Nga ra tối hậu thư đối với lực lượng Ukraine, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt. Phía Ukraine dường như quyết định sẽ phải mở một đường máu để rút lui cho nên họ tung ra một trung đội xe tăng M1 Abram đột phá vòng vây. Như vậy thì số phận của Medici sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ cho biết quân Nga đã nỗ lực tiến xa hơn về phía Tây tới Semenovka và Omanskoye. Về phía Nam, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực pevomayoski và Nga sẽ tiến xa hơn tới Netalovy. Nghĩa là sau những bước tiến nhanh đầu tiên về phía Tây từ Adipka, cuộc tấn công của Nga tuy chậm lại nhưng họ không hề dừng lại. Quân đội Ukraine hiện tại không có các công sự đủ vững chắc. Do đó, để có thể cản bước tiến của đối phương thì Ukraine chỉ còn một cách là đưa quân dự bị vào các mặt trận này. Nhưng mà vấn đề nan giải là ở chỗ, Kiev vẫn chưa huy động thêm được nhân lực. Đồng thời, còn phải tiết kiệm đạn dược. Rõ ràng là điều này đúng với mục tiêu của Nga khi họ bắt đầu mở các cuộc tấn công chậm rãi trên toàn mặt trận. Tờ Politico vào hôm 3 tháng 4 nhận định, Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao tiên tuyến sụp đổ ở bất cứ khu vực nào phía Nga quyết định tập trung tấn công. Hơn nữa, nhờ vào ưu thế số lượng và chất lượng hỏa lực, Nga có thể sẽ xuyên thủng chiến tuyến và tiêu diệt đối phương ở một số khu vực. Như vậy là trong khi Kiev đang hiện đại hóa tầm bay của UAV để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì lực lượng Nga tiếp tục hiện đại hóa vũ khí của mình. Trong đó, chiến trường đang rung chuyển bởi hàng trăm tấn bom lượn FAB 1500 và sắp tới sẽ đẩy mạnh sản xuất FAB 3000. Tờ Forbes đặc biệt còn công bố thông tin về số lượng bom của cả hai bên. Trong khi Nga có thể thả hàng trăm quả bom dẫn đường mỗi ngày, thì Ukraine chỉ có thể phóng một số ít bom dẫn đường Hammer của Pháp. Pháp cung cấp khoảng 50 quả bom Hammer mỗi tháng, và số lượng này là rất ít nếu như so sánh với hàng nghìn quả FAB mà người Nga đã thả ra. Rõ ràng, chiến dịch ném bom lượn không ngừng nghỉ của Nga đã mang tới tính quyết định. Tờ Politico vào hôm 3 tháng 4 trích dẫn tuyên bố mới nhất của tỷ phú Elon Musk rằng Chiến tranh càng kéo dài thì Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ hơn. Cho đến khi họ tiến đến được sông Dnipr thì Ukraine sẽ rất khó chống cự và dẫn đến khả năng Odessa cũng sẽ thất thủ. Tờ này cũng cho biết mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào nơi Nga sẽ quyết định tấn công. Phương Tây cũng thừa nhận rằng người Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích dữ dội nhắm vào cơ sở hạ tầng trải dài từ phía Bắc Kharkov và Somi cho đến phía Nam Odessa ngay trước cuộc tấn công quy mô lớn theo dự kiến. Do đó, Kiev và đồng minh phương Tây khó có thể dự đoán được chính xác khu vực nào sẽ được phía Nga lựa chọn để mở màn cuộc tấn công trên bộ. Các quan chức quân đội Ukraine nhận định tình hình quân sự của họ lúc này thật u ám và tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào nếu như các tướng Nga chọn nơi đó là nơi tập trung tấn công. Hơn nữa, do tần suất ném bom lượn FAB dày đặc vào các vị trí của Ukraine trong nhiều tuần này, Nga có thể dễ dàng xâm nhập và đánh sập một số khu vực. Thậm chí, Politico còn cho biết ngay cả khi Ukraine nhận được tiêm kích F-16, thì người Nga vẫn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Họ đã tính toán vị trí tốt nhất để bố trí các hệ thống tên lửa và radar S-400 nhằm mục tiêu vào F-16. Rõ ràng rằng, đối với Nga lúc này thì mọi thứ đều được giải quyết trên chiến trường, chứ không phải là trên truyền thông, giống như là cách mà Kiev và đồng minh phương Tây đang áp dụng. Điều chớ trêu là, Tổng thư ký NATO thay vì hô hào đánh bại Nga, nay ông ấy tuyên bố Nga đang thua. Ông ấy nói, Chúng ta càng sớm thuyết phục Moscow rằng họ sẽ không giành được chiến thắng trên chiến trường thì chúng ta càng sớm đạt được thỏa thuận trong hòa bình. Trong đó, Nga hiểu rằng họ không thể thắng trong một cuộc chiến và phải ngồi xuống đàm phán một thỏa thuận mà Ukraine sẽ trở thành một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp TF1 vào hôm 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Nga sẽ không bao giờ có thể chinh phục Ukraine, kể cả là thủ đô Kiev. Hàm ý của ông Blinken là Nga sẽ phải chịu một thất bại chiến lược. Nhưng mà ngay sau đó thì tổng thư ký NATO lại thừa nhận là Nga không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Ông ấy nói như sau: "Chúng tôi thấy quân đội Nga không ngừng tăng cường, chúng tôi thấy cách họ nhận được một lượng vũ khí đáng kể và đạn dược từ Triều Tiên và Iran. Chúng tôi thấy Nga đã có thể đưa nền kinh tế của mình vào một cuộc chiến như thế nào." Làm cách nào mà một đội quân đang gặp thất bại lại có thể không ngừng tăng cường sức mạnh được? Lối nói của các quan chức phương Tây rõ ràng là đang thiếu logic và khó có thể thuyết phục được công chúng. ông Stoltenberg tiếp tục kêu gọi các đồng minh cần phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Đó chính xác là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có các đồng minh NATO làm nhiều hơn cả nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ phòng không và pháo binh. Tuy nhiên, lời kêu gọi của tổng thư ký NATO có vẻ là trái ngược với những gì mà bộ trưởng quốc phòng Pháp đang làm. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, một quan chức quốc phòng cấp cao nhất của Pháp lại chủ động gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Truyền thông Nga nhận định rằng nhiều khả năng ở hậu trường, Pháp đang cố gắng đảm bảo với Moscow rằng quân đội Pháp sẽ không có mặt ở Ukraine, ngay cả khi Tổng thống Macron công khai nói về điều đó. Nguy hiểm cận kề Ukraine, quân đội sụp đổ Có rất nhiều người dường như quên mất cuộc chiến ở Ukraine là một sai lầm nghiêm trọng của phương Tây. Nga đang đánh bại Ukraine một cách chậm rãi nhưng mà đều đặn, và thực tế càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ngoại trừ phe chống Nga cuồng nhiệt nhất vẫn tin rằng là họ đang chiến thắng. Điều đó dẫn đến sự tuyệt vọng trong giới tinh hoa phương Tây mà điển hình là Pháp. Họ đang muốn quyết tâm ngăn chặn Nga bằng cách này hay cách khác. Trong tâm trí của họ, đơn giản là không thể để cho Putin giành chiến thắng. Họ lập luận rằng nếu Putin thắng ở Ukraina thì ông ấy sẽ tấn công sang các nước vùng Baltic, Ba Lan và những nơi khác nữa. Tuy nhiên Hầu hết đồng minh của Pháp đều bất an trước tuyên bố điều quân tới Ukraine của tổng thống Pháp Macron. Phó chủ tịch Duma Nga Pyotr Stoltois đã cảnh báo quân đội Pháp sẽ là mục tiêu ưu tiên của lực lượng Nga nếu họ tiến vào Ukraine. Tờ Wall Street Journal ngày hôm qua 30 tháng 4 đưa tin, tổng thống Pháp Macron đảm bảo với các đồng minh của mình rằng nếu như Paris gửi quân tới Ukraine và Nga tấn công họ thì Pháp cũng không cần lực lượng NATO hoặc Mỹ can thiệp ứng cứu. Đây là cách mà Tổng thống Pháp đáp trả lại sự phản đối của Mỹ. Washington trước đó cho rằng, việc cử người Pháp đến Ukraine có thể lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tất nhiên, chính quyền Biden tỏ ra lo ngại như vậy là rất thực tế. Bởi vì dù Pháp gửi quân tới độc lập so với NATO, thì họ cũng sẽ đặt cả phương Tây vào một con đường nguy hiểm. Mà cuối con đường đó là chiến tranh hạt nhân. Cần phải lưu ý là Phó Chủ tịch Duma Nga Piotr Tolstoy đã nhấn mạnh rằng Nga sẽ chỉ mất 2 phút để ném bom hạt nhân vào thủ đô Paris. Do đó, không khó để có thể hình dung mọi thứ sẽ leo thang nhanh như thế nào nếu Pháp quyết định đưa quân vào Ukraine. Trong khi đó thì NATO lại đang chuẩn bị gửi tiêm kích F16 tới chiến trường. Dự kiến nó sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Các sân bay ở Ukraine hiện tại rất dễ bị Nga tấn công, đặc biệt là khi lực lượng phòng không của họ đã suy yếu ở mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó, không quân Nga lại càng ngày càng hoạt động tích cực trên bầu trời Ukraine. Trong trường hợp NATO cho phép F-16 hoạt động tại các căn cứ không quân của các thành viên trong khối, thì Tổng thống Putin cũng đã cảnh báo trước rằng Nga sẽ không tấn công các thành viên NATO, nhưng mà những sân bay của họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu F-16 cất cánh từ đây để thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng Nga. Tất nhiên, NATO cũng sẽ trả đũa tương xứng nếu một thành viên của khối bị tấn công, và chúng ta thừa hiểu kết cục đó sẽ dẫn đến đâu. Truyền thông Ukraine lẫn phương Tây đang ồ ạt à tuyên truyền rằng Nga sẽ trở thành mối đe dọa hiện hữu với châu Âu. Tổng thống Zelensky cũng thường xuyên nhấn mạnh là ông Putin sẽ tấn công các nước khác nếu như ông giành được chiến thắng ở Ukraine. Đây là tuyên truyền vô nghĩa bởi vì quân đội Nga sẽ không đủ nguồn lực để có thể đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, đồng thời tấn công sang các nước khác. Nga hiện giờ không còn là Liên Xô với đội quân xe tăng khổng lồ sẵn sàng tràn qua Tây Âu. Và chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết cũng đã bị tiêu trừ từ lâu, cho nên không có cơ sở nào để cho Nga xâm chiếm châu Âu như phương Tây từng tuyên truyền. Ngày nay, Nga là một quốc gia theo đạo Cơ đốc chính thống bảo thủ. Nhưng mà quan trọng hơn, tổng thống Putin hoàn toàn không có động cơ gì để xâm chiếm bất kỳ một quốc gia thành viên NATO nào. Dù có nhiều ý kiến nhận xét ông Putin là độc tài, khát máu là lạnh lùng, thì có một điều chắc chắn, đó là ông ấy là người có đầu óc cực kỳ sắc bén. Ông ấy cực kỳ điềm tĩnh và trên hết là hiểu mục tiêu không phải là quay trở về thời Liên Xô mà là muốn đưa nước Nga trở lại thời kỳ hoàng kim, kính ngưỡng truyền thống dưới thời Sa hoàng. Giống như bất kỳ một cường quốc nào, Nga có lợi ích và Ukraina luôn là lợi ích chiến lược quan trọng đối với nước Nga. Điện Kremlin sẽ không tha thứ nếu như Ukraina gia nhập liên minh NATO thù địch với Nga. Có khá nhiều người lập luận rằng, ông Putin tàn ác rằng Ukraina là một quốc gia tự do và độc lập, họ có thể gia nhập NATO nếu họ muốn và Nga không có quyền gì trong vấn đề này ngay cả khi Ukraine tiếp giáp với Nga. Tuy nhiên, bất cứ ai từng biết đến học thuyết Monroe nổi tiếng đều hiểu rằng Mỹ đã từng tuyên bố toàn bộ Châu Mỹ có chủ quyền riêng của mình. James Monroe, khi ấy là Tổng thống thứ năm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã nêu rõ rằng các quốc gia tại lục địa Châu Mỹ với địa vị tự do và độc lập đã được thừa nhận và duy trì. Từ nay về sau, không còn bị xem là đối tượng của thực dân hóa trong tương lai do bất kỳ một cường quốc châu Âu nào tiến hành. Vào thời điểm thế kỷ 19 ấy, tuyên bố của Tổng thống Monroe được hiểu là nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập cách ly khỏi châu Âu và từ chối tham gia vào những liên minh bắt buộc. Chớ trêu thay, dân ra họ lại áp đặt quyền lực lên các quốc gia châu Mỹ khác, biến những miền đất trù phú này trở thành sân sau bằng những khoản nợ quốc gia và nắm đấm của sự. Trở lại với thế kỷ 21 này, một cường quốc với lịch sử bị xâm lược lâu dài như Nga, họ thừa hiểu tầm quan trọng của một phên dậu vững chắc chống lại kẻ thù. Tổng thống Putin luôn lo ngại về các mối đe dọa từ bên ngoài, một khi nước láng giềng giống như Ukraine gia nhập vào NATO. Nếu nhìn vào bản đồ này thì chúng ta có thể thấy một phần của Ukraine thực ra nằm ở phía đông của Moscow. Tất nhiên, Ukraine không thể tiếp tục chống lại Nga nếu như không có sự trợ giúp của chính quyền Mỹ. Tổng thống Biden muốn tiếp sức thêm 61 tỷ đô la để Kiev có thể kéo dài chiến tranh. Tuy nhiên, số tiền này đã bị đình trệ ở Hạ viện suốt nửa cuối năm ngoái cho đến nay và sẽ được đem ra thảo luận lại vào ngày 9 tháng 4 tới. Mặc dù không có ai trả lời được câu hỏi quan trọng nhất, đó là Ukraine sẽ làm gì với số tiền này. Ngay cả khi có tiền thì Kiev cũng không thể mua được đạn pháo 155 ly, bởi vì các kho đạn của NATO gần như đã trống rỗng. Các nhà máy tại châu Âu thì sẽ phải mất nhiều năm mới có thể mở rộng năng lực sản xuất đạn pháo này. Trong khi đó, các loại vũ khí thần kỳ của phương Tây như là xe tăng Abrams, Leopard, Challenger, tên lửa hành trình, xe bọc thép chở quân pháo dẫn đường HIMARS và hệ thống phòng không Patriot trên đất Ukraine đều đang bị Nga phá hủy và vô hiệu hóa. Rõ ràng, cuộc chiến ở Ukraine không phải là nơi quảng cáo tốt cho các loại vũ khí của phương Tây. Do đó, Ukraine đang thua một cách nặng nề và hiện tại Nga đang tiến quân trên cả mặt trận phía Nam và phía đông Ukraine. Tuy nhiên, áp lực từ Đảng Dân Chủ và phe Diều Hâu đang buộc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải ra quyết định thông qua khoản viện trợ Ukraine. Có thông tin cho rằng, để chống lại áp lực từ Đảng Dân Chủ. Ông Johnson đang phải tìm cách sung công quỹ tài sản Nga, bao gồm 300 tỷ USD dưới dạng chứng khoán kho bạc Mỹ. Nhưng, Chủ tịch Hạ viện hoàn toàn hiểu giải pháp này mang lại tai tiếng như thế nào. Do đó, ông đã đề xuất giải pháp cho vay thay vì viện trợ miễn phí cho Ukraine. Ông nói như sau. Nếu như chúng ta có thể sử dụng tài sản bị tịch thu của các nhà tài phiệt Nga để cho phép người Ukraine chiến đấu với họ, thì đó chỉ là một giấc mơ ngay cả cựu tổng thống donald trump cũng đã nói về khái niệm cho vay trong đó chúng ta không chỉ cung cấp viện trợ nước ngoài mà còn để buộc họ ukraine phải trả lại cho chúng ta khi đến thời điểm thích hợp tất nhiên ai cũng hiểu việc tịch thu tài sản của nga chuyển cho ukraine sẽ phá hủy niềm tin vào đồng đô la mỹ vào chứng khoán kho bạc mỹ và nền pháp quyền của mỹ các quốc gia lớn bao gồm ấn độ ả rập xê út và cả trung quốc sẽ cắt giảm dự trữ đô la của họ để tránh bị rủi ro trong khi đó Nga sẽ nhanh chóng phục hồi tổn thất bằng cách tịch thu tài sản phương Tây trị giá nhiều tỷ đô la vẫn còn bị mắc kẹt lại ở Nga. Có thể nói rằng, nếu như cuộc chiến này không sớm kết thúc thì chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả của một cuộc chiến hạt nhân. Nhưng nếu như cuộc chiến Ukraine có thể đảo chiều bằng một chiến thắng của Trump vào tháng 11 này thì sao? Trump công khai thách thức Biden và Stoltenberg. Vào ngày hôm qua ngày 3 tháng 4, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Wisconsin, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mạnh mẽ chưa từng thấy. Ông nhắm thẳng vào Tổng thống Biden và Tổng thư ký NATO khi đề cập đến cuộc chiến Ukraine như sau. Ngay sau khi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Tôi biết rất rõ về cả hai. Joe Biden đang nói chúng ta sẽ đem hòa bình trở lại bằng vũ lực và ngăn chặn thế chiến thứ ba. Gã này không biết mình đang làm gì. Ông ta đang nói và không biết nói với ai. Tổng thống của chúng ta là một kẻ mất hồn, ông ta thật sự thảm hại. Theo cựu Tổng thống Trump thì câu nói chúng ta sẽ mang lại hòa bình, nên hiểu là phải ngừng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine và ngừng cung cấp vũ khí ở đó. Nhưng ông cũng không tìm thấy bất kỳ một giải pháp khả thi nào của nhóm Biden có thể chấm dứt cuộc chiến. Có thể nói rằng, tuyên bố này của ông Trump không chỉ trực tiếp nhắm vào đương kim Tổng thống Biden, mà còn chế giễu quan điểm của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ông này luôn nhấn mạnh rằng, chỉ có trang bị vũ khí cho Ukraine thì mới là con đường dẫn đến hòa bình. Tuy nhiên, ông Trump không chỉ tuyên bố xuồng mà còn biến lời nói thành hành động. Ông ủng hộ ngừng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Các diễn biến bế tắc tại Quốc hội Mỹ về viện trợ được cho là do ảnh hưởng từ Donald Trump. Tờ The Guardian vào hôm 1 tháng 4 viết như sau. Bóng ma của Trump, ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa, đã bao trùm lên cuộc tranh cãi về thỏa thuận Ukraine. Ông là người có công trong việc thuyết phục chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từ chối kêu gọi bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật tài trợ thời chiến trị giá 95 tỷ USD đã được Thượng viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo thông qua vào tháng 2. Trump cũng yêu cầu Đảng Cộng hòa bác bỏ bất kỳ một biện pháp tài trợ nào của Ukraine nếu như không kèm theo hỗ trợ an ninh biên giới cho Hoa Kỳ, nhằm khiến cho Joe Biden không thể giành được chiến thắng về vấn đề nhập cư trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Giới diều hâu Mỹ cho rằng việc ông Trump cản trở viện trợ cho Ukraine cho thấy cựu Tổng thống muốn Ukraine thất bại và điều này sẽ gây bất lợi cho ông Biden và Đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Dù với bất kỳ lý do nào mà phe diều hâu đang tung tin ảnh hưởng tới uy tín của ông Trump, thì có một sự thật đó là Trump đắc cử Tổng thống sẽ khiến cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu lo sợ. Ông ấy sẽ kết thúc cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal vào hôm 2 tháng 4 cho thấy Trump đang dẫn trước Biden ở 6 trong số 7 bang giàu động, gồm có Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina. Trong đó, bang Pennsylvania là bang then chốt quyết định lộ trình tiến tới Nhà Trắng của Donald Trump. Để trở thành Tổng thống Mỹ thì ứng cử viên cần phải giành được ít nhất là 270 trong số 538 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, Pennsylvania được coi là chìa khóa để thành công khi chỉ riêng bang này thôi đã chiếm tới 20 phiếu đại cử tri. Ông Biden cũng đã từng chiến thắng Trump vào hồi 2020 tại bang chiến trường này vào ngày kiểm phiếu cuối cùng ngày 7 tháng 11 năm 2020. Đảng Cộng Hòa đã nắm giữ 26 bang, cho nên nếu như giữ được đà này, nhiều khả năng là Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống. Tuy nhiên tất cả vẫn đang còn ở phía trước và chúng ta sẽ phải chờ xem cuộc bầu cử này kết thúc như thế nào. Hàng trăm lính đặc nhiệm Ukraine bị hạ gục Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine và thành tựu mà Nga đã đạt được sau khi phá hủy hàng loạt các phòng tuyến gần Danes của Kiev. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Các mũi tiến công của Nga đang tạo nên chảo lửa ở Chasovya. Trong vòng 24 giờ qua, Địa danh Chasopja chiếm trọn bản tin chiến trường khi thị trấn đông dân nằm gần Bắc Mút này rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Đây là lời thừa nhận của người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, Sergei Charles. Ông Sergei Charles cho biết, hôm nay, ngày 4 tháng 4, là một ngày điên rồ và may mắn thay, không có người thương vào. Nhưng có một số vụ cháy lớn và nhà cửa đã bị hư hại. Chúng tôi nhận thấy cuộc tấn công của địch đang gia tăng. Theo ông này, thì thị trấn chỉ còn lại một cửa hàng mở cửa trong khi nguồn điện và nước đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Hiện còn khoảng 700 thường dân vẫn đang ở lại Chasovya. Hôm nay ngày 5 tháng 4, thì các trang mạng quân sự của Nga đưa tin rằng lực lượng Nga đã đột phá được vào thị trấn và tiến tới vùng ngoại ô phía đông Chasovya. Đoạn video cho thấy phía Nga đã đột phá dưới hỏa lực Ukraine, đổ bộ từ trên không và đánh chiếm tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Có thể nói rằng Chasovja đóng một vai trò quan trọng trong việc chấm dứt quyền kiểm soát của Kiev đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nơi mà Nga đã tuyên bố sát nhập vào năm 2022. Thị trấn Chasovja vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng kể từ năm 2014 của Ukraine, và nó đang dần mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội của nước này sau khi lực lượng Nga nắm được quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó trong tuần cuối của tháng 3. Còn nhớ, vào ngày 1 tháng 4, Trung đoàn dù của Nga chỉ còn cách Chasovya 650 m và đã đẩy lực lượng phòng thủ của Ukraine đóng tại vành đai rừng phía nam làng Begorovka phải rút lui đến khu bảo tồn Stupki, Golubovsky. Bản đồ vào cuối tháng 3 cho thấy các mũi tên màu đỏ là hướng tiến công của Nga. Trong tuần đầu tháng 4 này, thì Nga đã đột phá tuyến phòng thủ ở làng Ivanovka và làng Bodanovka, buộc Ukraine phải rút dần về khu vực hậu phương, từ đó nhốt chặt quân phòng thủ Ukraine ở Chasovya. Chasovya nằm trên một ngọn đồi cách thành phố Bắc Mút gần 7 km về phía Tây, nơi mà Nga đã giành được quyền kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Phía bên kia của Chasubja lại là Konstantinovka, Krasmatov và Slavian. Với vị trí đắc địa như vậy, Chasubja trở thành một tiền đồn chiến lược cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính nhiều km. Và bất kỳ một bên nào kiểm soát được Chasubja có thể nhận được lợi thế rất lớn để kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng thủ phía Bắc của Danesk. Ukraine cũng đã xây dựng được một hệ thống trung tâm phòng thủ rất kiên cố tại đây. Để giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga chắc chắn cần phải giành được gia Hiện tại, Nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường với sức công phá lớn nhằm vào các công sự của đối phương. Trên thực tế, gia chỉ là một mặt trận đơn lẻ trong số vài mục tiêu như là Kharkov, Odessa mà giới quan sát phương Tây đang lo ngại Nga sẽ nhắm đến. Thất thủ ở những nơi đó thì có thể dẫn tới sự sụp đổ toàn diện của Kiev. Nhưng mà trước khi cơn báo đó ập đến, thì phía nga vẫn duy trì những bước tiến chậm rãi. Mặc dù tổn thất được ghi nhận cho phía ukraine cũng là không hề nhỏ, nó cho thấy rằng người nga đang thực hiện một cách bài bản chiến lược phi quân sự hóa dần dần ukraine. Quân đội ukraine không còn được cờ giới hóa. Đây là một thực tế khó có thể phủ nhận trong thời điểm hiện tại. Báo cáo mới nhất ngày 4 tháng 4 của bộ quốc phòng nga cho thấy mỗi ngày Ukraine đang mất đi khá nhiều các phương tiện cơ giới. Ở gần Luhansk, tổn thất của Ukraine lên tới 125 binh sĩ Ukraine và một phương tiện cơ giới. Theo hướng Donetsk thì họ mất tới 340 lính, một xe tăng và tám phương tiện cơ giới. Theo hướng Avdiivka thì Ukraine tổn thất 305 lính, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Paladin 155 ly. Theo hướng Kherson Ukraine mất tiếp 35 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới và một pháo Gras MLRS. Như vậy, trong ngày 4 tháng 4, Ukraine mất khoảng 3 xe bọc thép, 17 xe cơ giới. Còn nhớ trong bài phát biểu của Tổng thống Putin trước giờ Nga phát động chiến dịch đặc biệt quân sự vào Ukraine hôm 24 tháng 2 năm 2022, ông ấy nói rằng mục đích của hoạt động này là để bảo vệ những người mà suốt 8 năm qua đã phải đối mặt với sự sỉ nhục và diệt chủng do chế độ Kiev gây ra. Để đạt được mục tiêu này thì chúng tôi sẽ tìm cách phi quân sự hóa, phi quốc gia hóa Ukraine. Cũng như đưa ra xét xử những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại thường dân, bao gồm cả công dân Liên bang Nga. Sau hơn một năm xung đột, vào tháng 10 năm ngoái, Ukraine đã công bố thành lập 5 lữ đoàn cơ giới mới để có thể tấn công vào năm 2024. Sau đó 2 tháng vào tháng 12 thì Ukraine lại chính thức ra mắt thêm lữ đoàn cơ giới 153. Có điều là chỉ sau 3 tháng thành lập, Hôm 3 tháng 4 vừa qua, Lữ đoàn 153 đã được đổi tên thành Lữ đoàn Bộ binh 153. Nguyên nhân được phía Ukraine công bố là do thiếu đi các phương tiện cơ giới. Như vậy, việc thiếu xe bộ binh đã buộc Bộ Chỉ huy Ukraine phải thay đổi kế hoạch và việc chuyển Lữ đoàn cơ giới 153 thành Lữ đoàn Bộ binh có thể không phải là một trường hợp cá biệt. Dự kiến thì lữ đoàn cơ giới 152 cũng sẽ được chuyển đổi thành lữ đoàn bộ binh trong thời gian tới. Cần phải lưu ý là, chỉ trước đó một ngày vào hôm 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, kể từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 80.000 quân nhân, 14.000 đơn vị vũ khí các loại, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Mỗi ngày trôi qua, Bộ Quốc phòng Nga đều báo cáo những tổn thất trên mặt trận của quân đội Ukraine. Mặc dù là những số liệu này chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác, nhưng nó cũng có thể được coi là một căn cứ để đánh giá toàn cảnh bức tranh về quân đội Ukraine. Trong năm đầu tiên của cuộc chiến, Quân đội Ukraine thường mất nhiều xe bọc thép hơn các phương tiện cơ giới thông thường như xe tải. Đến giữa năm 2023 thì số lượng xe bọc thép và xe tải bị phá hủy mỗi ngày là tương đương nhau. Và theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, đến cuối năm 2023, số xe tải bị phá hủy đã nhiều gấp đôi so với xe bọc thép. Kể từ đó thì tỷ lệ này đã gia tăng lên khá nhiều. Đơn cử theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 3 tháng 4, 32 xe tải Ukraine bị phá hủy nhưng chỉ có 4 chiếc xe bọc thép bị tiêu diệt. Báo cáo trong ngày tiếp theo cũng cho thấy Ukraine mất 17 xe cơ giới mà trong đó chỉ có 3 xe bọc thép. Những con số này là minh chứng rằng Ukraine đã cạn kiệt xe bọc thép các loại. Để so sánh thì ta có thể lấy một lữ đoàn cơ giới thông thường của Nga làm ví dụ. Theo tiêu chuẩn của họ, sẽ có khoảng 100 phương tiện bao gồm xe bọc thép, xe cơ giới và xe bánh lốp. Do thiếu đi các phương tiện cơ giới cho nên Kiev đã phải chuyển đổi các lữ đoàn thành lữ đoàn bộ binh và điều này vô tình đẩy binh sĩ Ukraine đối mặt với rủi ro cao hơn trên chiến trường. Đặc biệt là trong một môi trường chiến đấu mà Nga có tầm nhìn gần như hoàn hảo trên chiến trường, với ưu thế pháo binh vượt trội 7 ăn 1, cộng với khả năng thả hàng trăm quả bom dẫn đường vào sâu chiến tuyến của Ukraine. Có thể nói rằng, việc thành lập 5 lữ đoàn cơ giới để chuẩn bị cho một cuộc phản công vào năm 2024 là một giấc mơ viển vông. 5 lữ đoàn mới sẽ bị tiêu diệt ngay khi họ đến gần với tiền tuyến. Ukraine đang dần dần bị phi quân sự hóa theo đúng mục tiêu mà Tổng thống Putin đề ra vào năm 2022. Và đã đến lúc phương Tây cần phải thừa nhận điều đó. Chưa hết, Điện Kremlin đã bắt đầu phá hủy trên diện rộng những gì mà giới chuyên gia quân sự nước này yêu cầu trong suốt 2 năm qua. Nga cởi bỏ găng tay, phá hủy khắp Ukraine. 300 lính đặc nhiệm Ukraine bị hạ gục. Các chuyến hàng viện trợ quân sự của NATO thường đi qua Ba Lan để tới với các nhà ga ở biên giới phía tây Ukraine và việc chuyển giao này đã diễn ra gần như suôn sẻ trong suốt 2 năm qua. Nhưng mà giờ đây thì NATO sẽ không thể dễ dàng làm điều đó nữa. Nga có khả năng sẽ ném bom các trung tâm hậu cần và vận tải của Kiev, thậm chí làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và thiết bị của phương Tây. Tên lửa Kalib có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km, Iskander có tầm bắn tới 500 km, di công bay xa 1.000 km và tất cả đều có thể vươn tới biên giới Hungary, Slovakia hoặc tại các nhà ga gần biên giới Romania và Ba Lan. Có điều là bây giờ thì Nga sẽ phải tìm ra được lý do để biến những mục tiêu này trở thành hợp pháp. Vào tháng 8 năm 2023 đã xuất hiện thông tin về việc tên lửa siêu thanh Kinzo phá hủy một hầm đường sắt ở Chapkatpatia, trong khi phía Ukraine tuyên bố rằng đây là một trận động đất đã xảy ra ở khu vực này. Thông tin này vô tình gián tiếp xác nhận thực tế về cuộc tấn công của Nga. Đây là hầm đường sắt Bekiri, nằm trên tuyến đường sắt Lviv ở Carpathia và là đường hầm dài thứ hai của Ukraine với công suất hơn 100 chuyến tàu mỗi ngày. Nếu như đường hầm này bị phá hủy, thiệt hại cho Kiev sẽ là rất lớn. Do đường hầm này là một phần hành lang vận chuyển xuyên châu Âu từ Italia, Slovenia, Hungary, Slovakia cho đến Ukraine. Việc nó bị hư hỏng sẽ làm phức tạp đáng kể công tác vận chuyển hậu cần ở tất cả các khâu, các loại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa quân sự, từ châu Âu đến Ukraine. Tuy nhiên, có vẻ như không có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra cho các đường hầm và các đoàn tàu chở vũ khí của phương Tây vẫn tiếp tục vào ra. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng đã đến lúc người Nga cần phải giải quyết triệt để cơ sở hạ tầng giao thông hậu cần và năng lượng của Kiev, bao gồm nhà máy lọc dầu Kamenechak, đường hầm Bediki và các đoàn tàu chở hàng đến Odessa, các cây cầu bắc qua sông Dnipro nếu như tất cả các mục tiêu này bị phá hủy thì sẽ không có điện cho các nhà máy, không có nhiên liệu, không có vũ khí để cung cấp, không có đạn dược và thiết bị. Nghĩa là quân đội Ukraine sẽ không có gì cả. Hiện tại thì Điện Kremlin dường như cũng đang đáp ứng điều này khi bắt đầu mở các chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng lớn từ hôm 22 tháng 3, trong đó bao gồm các cơ sở năng lượng và tuyến đường vận chuyển trang thiết bị. Tại Kharkov, trong những tháng gần đây, Ukraine hầu như không nhận được loại vũ khí mới nào từ NATO. Mặc dù nguồn cung thì vẫn được duy trì, nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều do khu vực này đã bị Nga ném bom với số lượng lớn. Vào đêm ngày hôm qua, các cơ sở năng lượng tại Kharkov tiếp tục bị UAV Shahid tấn công. UAV, trực thăng, tiêm kích trở theo bom lượn, bom nhiệt áp đã đóng một vai trò rất lớn trong việc tấn công Kharkov. Các tuyến đường cung cấp thiết bị, vũ khí đạn dược từ miền Trung và miền Tây Ukraine đều bị phá hủy. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn được thực hiện vào những nơi ẩn nấp, tập kết và trung chuyển quân. Gần đây, Nga đã đánh trúng vào địa điểm triển khai của nhóm quân Kraken, đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, và tiêu diệt hơn 300 binh sĩ. Tướng Alexei Kim, là phó tổng tham mưu trưởng lực lượng Nga, xác nhận rằng họ đã dùng một quả bom nhiệt áp trong cuộc không kích này. Vũ khí nhiệt áp hay còn gọi là bom trên không là loại vũ khí sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ có nhiệt độ cao, gây ra hàng loạt sóng xung kích mạnh hơn các loại chất nổ thông thường. Tại khu vực Kupiansk, Nga đã thường xuyên phá hủy các địa điểm giao cắt nơi tập trung quân của Ukraine. Hôm 3 tháng 4, thì truyền thông Ukraine cho biết thành phố Merefe, vốn là một trung tâm hậu cần lớn ở phía nam Kharkov, đã bị tấn công. Phía Ukraine cho biết các tòa nhà doanh nghiệp dân sự đã bị hư hại, nhưng mà phía Nga thì lại cho rằng đây là nơi dự trữ thiết bị và đạn dược. Ngay cả các cơ sở ở hậu phương cách xa tiền tuyến, thì Ukraine cũng phải hứng chịu nhiều đòn đánh lớn. Vào cuối tháng 3, Nga đã mở các cuộc tấn công vào khu vực Lviv, chỉ riêng thành phố Stry, đã có hơn 20 mục tiêu quân sự và năng lượng bị đánh trúng, bao gồm có các nhà kho chứa nhiên liệu dầu nhờn, sân bay và hệ thống phòng không, các cơ sở hạ tầng năng lượng khí đốt, trung tâm huấn luyện gần sân bay. Tức là, Nga đã bắt đầu cuộc chơi phá hủy ồ ạt các mục tiêu hậu cần chủ chốt của Kiev, và đây là điều mà các chuyên gia quân sự Nga đã yêu cầu Điện Kremlin làm suốt 2 năm qua. Xu hướng mở rộng và tăng cường tấn công vào các mục tiêu Ukraine, kể cả những mục tiêu nằm sâu trong hậu phương, hiện đang được phía Nga duy trì hàng ngày. Những chiến thuật như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đạt được những mục tiêu rộng lớn hơn. Kiev thực sự sẽ không còn cơ hội nào để đảo ngược về mặt quân sự trong cuộc chiến hiện tại. Cho nên, cơ hội sống sót duy nhất của chính quyền Tổng thống Zelensky đó là đẩy Nga vào thế đối đầu với NATO. Họ đang cố gắng hết sức để làm điều đó mỗi ngày bằng cách phát động những cuộc tấn công khủng bố hàng loạt trên khắp nước Nga. Trong khi Nga đang đè bẹp tiềm năng chiến đấu của quân đội Ukraine trên chiến trường, thì chính quyền Kiev tuyệt vọng thuê một nhóm người Hồi giáo giả danh ISIS để tàn sát dân thường Nga tại tòa thị chính Krokos, tấn công các tòa nhà cao tầng ở Berogod bằng máy bay không người lái và pháo binh, đồng thời chất thuốc nổ lên máy bay mini lao vào khu ký túc xá nơi các sinh viên trao đổi châu Phi đang sinh sống. Phía Ukraine tin rằng đó là nơi lắp ráp máy bay không người lái, nhưng trên thực tế, đó là ký túc xá dành cho sinh viên. Trong đó, một sinh viên đến từ Kenya đã công khai lên án vụ tấn công này. Vụ việc mới nhất xảy ra vào đêm qua, dạng sáng nay ngày 5 tháng 4. Khi mà Kiev tấn công ồ ạt bằng UAV vào vùng Rostov, cũng như tấn công vào các khu chợ và nhà dân ở vùng Kruz của Nga. Đây là tất cả những gì mà chính quyền Kiev có thể làm được để đáp trả Nga nhưng mà dường như nó chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của chính quyền Nga và người dân của họ. Kiev muốn điện Kremlin phải trà đũa một cách đặc biệt nghiêm trọng và từ đó có thể lôi kéo thêm NATO vào cuộc xung đột này. Đây cũng là lý do vì sao Tổng thống Putin tiếp tục phớt lờ những cuộc tấn công như vậy trong khi đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên đất Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây vừa cho biết, kể từ vụ thảm sát tại tòa thị chính Krokus, số người đăng ký tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraine đã tăng lên đáng kể, với 16.000 công dân Nga đăng ký nhập ngũ ngay sau thảm kịch. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có hơn 100.000 người đăng ký nghĩa vụ quân sự. Họ thậm chí còn tung ra một đoạn video cho thấy rằng các tân binh đang xếp hàng tại các văn phòng tuyển quân trên khắp đất nước. Trong khi đó, Ukraine lại thiếu nhân lực nghiêm trọng và phải thi hành các biện pháp cưỡng chế, bắt cóc đàn ông trên đường phố không những vậy, làn sóng người Ukraine ở Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Potava và Sanmi đang phải bắt đầu rời khỏi nơi mà họ sinh sống trong bối cảnh có thông tin về một vụ tấn công lớn sắp xảy ra của Nga. Vào tháng 3, thì nhiều phụ nữ và trẻ em đã bắt đầu rời khỏi Sanmi và Kharkov để đi về phía Tây tới Kiev và Lviv. Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 đã có 108.000 người vượt biên đến Ba Lan, trong khi chỉ có 82.100 người quay trở lại Ukraine sự chênh lệch gần 26.000 người Ukraine rời khỏi đất nước cho thấy rằng Kiev tiếp tục chảy máu nhân lực và đây là mức lớn nhất được ghi nhận ở biên giới Ba Lan Ukraine kể từ năm 2022. Nó đang báo hiệu cho một làn sóng di dân mới sang các nước châu Âu. Trong bối cảnh Ukraine đang bị phá hủy trên diện rộng thì Mỹ lại bị cuốn vào trào lửa Trung Đông. Israel hồi hộp chờ bị trả thù. Iran rung chuyển bởi các cuộc tấn công khủng bố Tờ Vox News của Mỹ vào hôm 3 tháng 4 trích dẫn nguồn tin viết rằng CIA đã thông báo cho Israel việc Iran chuẩn bị một cuộc tấn công lớn trong vòng 48 giờ bằng cơn bão UAV và tên lửa vào các mục tiêu chiến lược bên trong nước này. Đây được cho là kế hoạch đáp trả của Iran đối với Israel do cuộc không kích của nước này vào Tổng lãnh sự quán Iran ở thủ đô Syria vào dạng sáng hôm 2 tháng 4. Trong bối cảnh đó, thì Tel Aviv tuyên bố huy động lực lượng để vận hành hệ thống vòm sắt tất cả các hầm tránh bom của Israel đều mở ra và hệ thống phòng không được đặt trong tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng Iran sẽ tránh một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel và sẽ mượn tay các lực lượng ủy nhiệm của họ như Houthi, Hezbollah, Thánh chiến Hồi giáo Palestine để tấn công vào các cơ quan đại diện của Israel trên khắp thế giới. Nhưng, tin tức nghiêm trọng tiếp theo đó là chính quyền Iran lại tiếp tục phải hứng chịu một loạt vụ tấn công khủng bố trong đêm qua, ngày 4 tháng 4 khiến ít nhất 11 thành viên lực lượng an ninh Iran thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở tỉnh biên giới Iran, tiếp giáp với Afghanistan và Pakistan. Truyền thông Iran vào hôm 4 tháng 4 đưa tin rằng ít nhất 16 phiến quân người Sunni đã bị nghi ngờ thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra tại các thị trấn Chabaha và Ras ở Sistan, Baluchistan. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Maiz Miramadi đã tuyên bố rằng những kẻ khủng bố này đã không đạt được mục tiêu chiếm giữ trụ sở vệ binh ở Chabaha và Ras. Trong số các nhân viên Iran thiệt mạng có một sĩ quan thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc tấn công đã kéo dài suốt từ đêm đến sáng và được cho là do nhóm Jais al còn được gọi là đội quân công lý thực hiện. Đây là một tổ chức ly khai người Sani Baluch, hoạt động chủ yếu ở đông nam Iran. Jais al-A'ad đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công tương tự như vậy trong những năm qua nhắm vào lực lượng quân sự của Iran. Nhưng mà cuộc tấn công mới nhất này lại xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Khi mà Iran đang bị áp lực buộc phải trả đuổi Israel và đứng trước nguy cơ chiến tranh với quốc gia giò Thái, trước đây, Tehran từng nghi ngờ các cuộc tấn công gây bất ổn bên trong Iran có thể do tình báo Mossad đứng đằng sau. Tuy nhiên, trong trường hợp của tỉnh Sistan Baluchestan, tỉnh này cực kỳ bất ổn. Các vấn đề tại khu vực biên giới này của Iran có lịch sử mâu thuẫn rất lâu dài. Do đó, rất khó để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về chủ mưu của vụ tấn công là ai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến căng thẳng tại trung đông trong các chương trình tiếp theo và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo